Vâng, xin chào anh em. Mình xin tự giới thiệu, mình Thành, Việt Nhật Auto 89 Nhật Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Chuyên mua bán xe ô tô đã qua sử dụng. Và hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một chiếc xe bán tải mang thương hiệu Toyota. Vâng, Toyota Hilux 2.4e. Phiên bản máy dầu, số tự động, 1 cầu. Xe sản xuất năm 2019, tên tư nhân biển tỉnh. Mình xin giới thiệu sơ qua một chút về phần ngoại thất của xe. Phần đèn xe thì vẫn là đèn thường, đèn halogen, đèn sương mù, dàn lốp nguyên zin, 4 lốp nguyên zin. Chiếc xe này đã chạy được 5,2 vạn km. Được bác chủ xe độ thêm nắp thùng và cam lùi. Với bản 2.4e thì chưa, thì nhà sản xuất chưa thiết kế cam lùi nhá. Bản cao cấp mới có. Bản của em là bản 2.4e. Thực sự thì Toyota thì vẫn thiên về phần bền bỉ của máy hơn là phần option. Option bên trong của Toyota thì không có gì là đáng nổi bật cả. Thiết kế vẫn là đơn sơ thôi ạ. Có màn hình rồi nhá. Ghế da, ghế bọc da còn khá mới đấy ạ. Xe chạy 5,2 vạn nhưng mà ghế rất là mới. Vẫn là chỉnh bằng tay các bạn nhé. Ghế vẫn chỉnh tay, gương chỉnh điện. Trần xe này. Trần xe vẫn còn đang bọc ni lông này các bạn. Anh em xem nhìn còn khá mới. 2019 mà. Khoang trong ghế lái rất rộng. Khoang sau cũng khá rộng rồi ạ. Khoang sau thì cũng ghế vẫn mới lắm ạ. Tệ tì tay này. Tệ tì tay này. Đây. Mời anh em xem da của xe này. Rồi, ghế da rất là mới. Chưa có xước sát gì cả. Điều hòa vẫn là một vùng nhá, tự động một vùng. Và thiết kế của Toyota cũng khá rất là đơn giản nữa. Không có gì nhiều. Vâng, mình xin giới thiệu lại một chút. Ở đây mình có một chiếc Toyota Hilux phiên bản 2.4e. Máy dầu số tự động 1 cầu. Xe đã chạy được 5,2 vạn km. Hiện tại mình đang bán giá chiếc xe này tại cửa hàng là 645 triệu. 645 triệu ạ. Xe sản xuất năm 2019, tên tư nhân biển tỉnh. Và khi anh em nào đang muốn mua xe thì có thể liên hệ với số hotline mình đang ghim ở màn hình hoặc đến trực tiếp cửa hàng 89 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nhật Auto để xem xe và chạy thử chiếc xe này. Khi mua xe bên mình thì sẽ luôn được cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, không tranh chấp phạt nguội, giấy tờ pháp lý đầy đủ. Và mình xin kết thúc video tại đây nhé. Mà
anh em mới xem kênh của mình thì xin cho mình một đăng ký kênh các bạn nhé. Vâng, chào anh em ạ.